Quan gia ngõ hẹp mà phải lòng nhau thì sẽ ra sao? Trong cuộc đời bạn, đã có một người nào từ nhỏ đã không hợp với bạn, được định là oan gia của nhau hay chưa? Và sẽ ra sao nếu nhiều năm sau đó, oan gia lại phải lòng nhau đây? Tất cả chỉ có trong bộ truyện Oan Gia Ngõ Hẹp. Shin Soobin và Ji Yeon biết nhau từ những năm hai đứa mới vào lớp 1. Soobin lúc ấy là một cô bé vô tư như ánh mặt trời, còn Yeon thì luôn khép chặt lòng mình. Câu chuyện của cả hai bắt đầu với hộp sữa đầu tiên mà Soobin tặng cậu. Mặc dù luôn ở một mình, nhưng Yeon vẫn luôn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai của mình dù không ai dám tiếp cận. Soobin đã mạnh mẽ xông vào nhưng rồi lại bị chính cậu đẩy ra bởi những tổn thương của mình. Đỉnh điểm bắt đầu khi một lần trong lớp tổ chức buổi dã ngoại. Trong một lần về nhà, cô vô tình nhìn thấy Yeon bị người nhà đánh đập, thế nên cô đã quyết định dùng tiền của mình để Yeon có thể cùng đi dã ngoại với lớp, nhưng không ngờ trùng hợp Yeon lại bị ngờ là kẻ trộm cắp vì một bạn trong lớp làm mất tiền. Dù sau đó đã tìm ra tiền cậu bé kia kẹp trong sách vở, nhưng cậu bé Yeon lúc đó vĩnh viễn không quên được những ánh mắt soi mói. Nghi ngờ mình và cậu đổ hết trách nhiệm việc đó cho Soobin vì lo chiến bao đồng. Cậu cũng tuyên bố sẽ để cô cũng chịu đựng cảm giác này. Cả hai cứ thế cùng học qua các cấp, dù không còn liên hệ với nhau. Bỗng đến sau này, nhà Soobin phá sản, bị xã hội đen tìm đến, và lúc này Yeon đã tìm đến với mục đích cho nhà cô mượn 100 triệu và sẽ trả sau 10 năm. Nhưng 10 năm sau, thứ Yeon yêu cầu cô trả không còn là 100 triệu nữa mà sẽ là một cuộc hôn nhân kéo dài 1 năm vì mong ước của người bà của mình. Sau những lần trằn trọc cũng như màn va chạm vô tình với tên bạn trai cũ của Soobin, cô đã quyết định đồng ý cuộc hôn nhân này. Và rồi cuộc hôn nhân này đã diễn ra một cách trúc trắc như vậy. Nhưng dần cả hai đều không khống chế được trái tim mình khi biết được đằng sau vỏ bọc đó cả hai đã trải qua những gì, và rồi thiên thời địa lợi nhân hòa. Hai anh chị đã chính thức xác định tình cảm với nhau và cùng xây tổ ấm hạnh phúc. Shin Soobin là một cô gái tốt, dù cho có nghiệt ngã hay gặp khó khăn cô đều sẽ vượt qua. Cô rất trân trọng tình cảm gia đình, dù là gia đình mình hay gia đình chồng cũng vậy. Nếu đọc truyện bạn có thể thấy Soobin lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương chiều chuộng dù sau này gặp biến cố. Gia đình nhỏ vẫn luôn chan hòa vui vẻ với nhau. Nhưng có lẽ vì tổn thương của gia đình tên người yêu cũ gây ra đã khiến cô khổ sở, thậm chí không dám mở lòng, sợ kết hôn. Sự khinh miệt của mẹ người yêu cũ về hoàn cảnh gia đình cô, sự bạo hành khi say rượu của tên người yêu cũ đã khiến cô hoảng sợ. Nhưng Soobin là cô gái yêu được bỏ được, cô mạnh dạn cắt đứt và không muốn liên quan đến hắn nữa. Và cũng có thể với những tính cách đó khi về với gia đình chồng, dù ban đầu mẹ chồng không quan tâm, cha chồng lạnh nhạt, em chồng thờ ơ, thậm chí em gái chồng còn hơi chống đối, người thật sự mở lòng có lẽ chỉ có bà nội. Nhưng với sự nhiệt tình, luôn hết mình vì gia đình, Soobin đã kéo mọi người về với nhau, thậm chí ngay cả Yeon luôn được cho là người ngoài cũng bắt đầu hòa hợp hơn với người nhà. Với người bố luôn chỉ biết quan tâm đến công việc, đến người mẹ luôn nghĩ đó là tốt cho cậu mà không biết bày tỏ. Và có lẽ từ những chi tiết nhỏ đó, những sự quan tâm, những lời hỏi han, cả sự an ủi khi Yeon gần như gục ngã đã làm cậu mở lòng hơn với Soobin. Với mình, Ji Yeon là một cậu bé khá đáng thương. Dù bề ngoài đẹp trai, có gia thế, có người nhà kề bên, nhưng ai biết rằng từ nhỏ cậu đã phải chịu những trận đòn từ người ông say xỉn của mình. Gia đình hiện tại chính là lựa chọn kế tiếp của mẹ. Vì sợ cậu sẽ phải chịu dè bỉu, mẹ luôn mong cậu sống một cách thầm lặng nhất, nhưng điều đó vô tình đã khiến Yeon ngày càng trầm mặc và lạnh lùng hơn. Vì với những vết thương lòng như vậy, khi lòng tốt của Soobin đến với cậu, phản ứng đầu tiên của cậu chính là chối bỏ. Bởi lẽ với cậu, Soobin quá tốt đẹp và điều đó khiến cậu ghen tị khi cô có một gia đình hạnh phúc, bạn bè kề bên và cô luôn đứng dưới ánh mặt trời, trái ngược hoàn toàn với cậu, người chỉ biết đi dưới bóng tối. Thế nhưng, nước chảy đá mòn, ở chung lâu ngày khiến cậu càng nhận ra có lẽ cậu chỉ đang chối bỏ hiện thực rằng cậu đã thích Soobin từ lâu. Chẳng qua do sự tự tin của bản thân mà đẩy cô ra suốt bao năm, nếu không thích thì tại sao lại chạy sang tận vùng khác để mua chiếc bánh kem mà cô yêu thích? Tại sao lại luôn dịu dàng dung túng cô, thậm chí chậm rãi thay đổi mà mình không biết?
nhận xét cá nhân. Với mình, đây là bộ truyện mà mình chấm tận 9.5 trên 10 bởi nó quá xuất sắc từ nội dung cho đến art. Truyện tụ hợp đủ yếu tố bi hài lẫn lộn, có tình yêu đôi lứa, có tình cảm gia đình, có hạnh phúc, có tổn thương. Một số người bảo bộ truyện là quá trình chữa lành của nam chính, nhưng với mình đây là quá trình hai bạn trẻ tự ôm lấy nhau và vỗ về lẫn nhau, cùng nhau tốt đẹp hơn. Đã có lúc Hye-jun chững lại vì lo rằng mình sẽ không xứng với Soo-bin, nhưng khi thấy cô thân mật với người khác, anh lại ghen phừng phực cả lên và cuối cùng chịu không nổi tỏ tình cô. Một bật mí nhỏ là sau này cả hai còn có với nhau ba bé bi siêu đáng yêu. Hãy đọc thử bộ truyện siêu đỉnh này để gặp Soo-bin, Hye-jun và cả những bé bi nha. Mình tin rằng cậu sẽ không thất vọng đâu.